Hơn 200 mã số tự động. Bây giờ chúng ta sẽ điểm danh xem có những chiếc xe gì. Nếu như mà hơn 200 thì bạn có thể là mua được xe Get đời 2010. Chúng ta tạm tính từ 220 triệu quay về đi. 220 triệu, 225 triệu quay về hoặc 230 triệu quay về, nhưng tùy. Chúng ta sẽ điểm danh một vài những dòng xe sau đây. Tốt thì chúng ta có thể mua được i10 đời 2011. Ở Get đời 2010. Một vài dòng xe ví dụ như là Mazda Play Chassis hoặc là một vài dòng xe khác ví dụ như Ford Laser hoặc là Ford Mondeo, bên cạnh đó là những dòng xe Ford Fiesta khoảng hơn 200 triệu. Tất nhiên rằng là nếu để tính về độ lành, độ dễ sửa chữa, độ ổn định thì ngoài dòng xe đấy thì còn một vài dòng xe mẹt đời thấp nữa. Bên cạnh nữa thì cũng có thể là một vài những dòng xe Colazi đời cổ cổ đi. Tôi không thể liệt kê hết được, nhưng mà anh chị có thể thấy rằng là để thịnh hành và đơn giản thì những dòng xe đó. Nhưng mà xét về độ đời cao thì chúng ta có thể thấy được rằng là i10 đời 2011 lẻ 10 là bây giờ nó phải hơn 200 rồi. Nếu như mà 12, 13 bản ít cọc thì nó cũng khoảng hơn 200. Get Morning, chúng ta sẽ xét đến Morning đời 2010, xe thực sự đẹp. Còn nếu mà đời 2011 thì chúng ta lại phải mua ở cái mức độ cao hơn, trừ trường hợp chúng ta mua biển D. Thế thì ngày hôm nay muốn chia sẻ với anh chị rằng là không chỉ những dòng xe đó ấy, thì chúng ta vẫn còn những dòng xe hai đầu khác nữa. Và đây là một chiếc xe Avell đời 2013 anh chị ạ. Một chiếc xe mà của hãng Chevrolet. Chiếc xe này thì chúng ta sẽ xét đến một vài những yếu tố sau đây. Đầu tiên chúng ta ưu điểm là đầu dài đít dài. Việc thứ hai nữa là form mới. Anh chị có thể nhìn thấy khoang máy của nó đây. Răng giật của nó là cực kỳ đẹp luôn. Máy móc và máy số là zin. Tất nhiên rằng dòng xe này thì anh chị thấy rằng là với cái giá tiền hơn 200 ở thời điểm hiện tại, nó không có nhiều những tính năng vượt trội như những dòng xe mà khác. Xét về bản đầu dài đít dài vào thời điểm hiện tại mà chúng ta tầm hơn 200 thì rất ít khi chúng ta có thể mua được những con xe gì mà nó tương đối đến mức độ như dòng xe này cả. Con này thì nội thất là bô lăng là 4 chấu luôn. Hai bóng khí, một bóng ở bô lăng và một bóng ở phần phía bên phụ. Hoàn toàn gương chỉnh điện, gập điện đầy đủ, không thiếu bất kỳ một chức năng nào. Đấy. Anh chị nhìn thấy nhá, đúng gương gập điện này. Gương kính đều là gương đều là chỉnh điện hết. Chúng ta sẽ nhìn cái mặt gương này, anh chị nhìn thấy không? Em không động gì cả hết nhá. Anh chị có thể nhìn nó chạy ra này. Xuống. Lên. Đấy, nó lên chưa? Cái chữ nó mất đi kìa. Ok, đấy là cái phần đấy là cho anh chị nhìn qua nó thôi. Phần tiếp theo nữa đó là anh chị có thể nhìn thấy hoàn toàn là chiếc xe này thì tuy rằng là lại ít tiền hơn nhưng mà lại hiện đại hơn một vài dòng xe khác, đó là nó cũng có hệ thống cốp điện. Những chiếc xe kia thì một chúng ta phải mở bằng giật ở dưới, hai là chìa khóa, nhưng mà chiếc xe này cốp điện rồi. Khóa cửa đằng sau cực kỳ mới anh chị nhá. Rồi, cốp này. Cốp mì đẹp không? Vỏ thì không có một tí ma tít nào màu đen. Đặc biệt cho những ai mà thích màu đen mà giá tiền ít tiền mà giờ này không muốn vay mượn gì thêm mà mua xe mới. Nỉ của nó anh chị nhìn thấy toàn bộ bốn cánh nỉ đều như này hết. Chạy khá là tốt. Về phanh chuông gầm bệ em đã kiểm tra kỹ rồi. Tốc độ ra cũng hoàn toàn là tuyệt vời. Điều hòa mát, đèn đóm sáng, máy êm. Các bác có thể thấy máy này. Để mà xét về phần số tự động thì chia sẻ với anh chị rằng là đối với dòng xe Avell này thì nó cũng là một dòng mà nó chạy tốt. Nếu mà chúng ta duy nhất cái dòng xe Daewoo, em nói với anh chị rất nhiều video rồi, đó là dòng xe này thì nó chỉ có duy nhất có ba cái con cảm biến.
và chúng ta cứ mỗi một lần như vậy khoảng 1 năm hoặc là 2 năm chúng ta mất khoảng loanh quanh đâu đó khoảng hơn 1 triệu chi phí cho ba cái con cảm biến đó. Cũng có thể nó hỏng, có thể nó không, nhưng mà nếu như mà em thì về là các em cứ làm luôn ba con đó thì người khác sẽ đi được thêm khoảng 5-2 năm nữa, ok, không ảnh hưởng gì cả. Và nó là một trong những cái yếu tố mà rẻ, đẹp, có vẻ là nếu để đi gia đình thì khá là ổn. Nhưng mà có một cái yếu tố vào thời điểm bây giờ tốt hơn ngày trước rất nhiều, đó là anh chị có thể thấy rằng là đường Việt Nam bây giờ nó thực sự ra là nó quá đông. Và xu hướng số tự động đi là bây giờ đối với chị em phụ nữ hoặc là đối với những người mà mới khởi nghiệp hay là đối với những cái người mà lái nó còn chưa được cứng, chúng ta mua những con xe đầu tay để chúng ta đi nhát, đi quen để sau này chúng ta đi một xe mới, thì nó là một trong những phân khúc số tự động mà tối ưu được rất nhiều những cái đó, là tránh cho chúng ta mất tiền, tránh cho chúng ta là cái việc mà đi tìm những con số tự động quá cao tiền đi. Và sau khi bán thì nó cũng dễ bán vì là đời nó cũng khá cao. Tất nhiên đời 2013 thì nó cũng chưa có gì là 12, 13 thì nó cũng chưa có cái mức độ gì gọi là nó thấp, nhưng mà để cao thực sự thì nó cũng không. Nhưng mà để với cái tầm tiền thời điểm hiện tại và như năm nay với cái giá xe nó biến động liên tục như thế này thì anh chị có thể thấy rằng là cái hình dung được rằng là cái việc mà hơn 200 triệu là để đi mua tìm số tự động để đời cao là rất khó và rất hiếm. Thì đó là cái video chia sẻ anh chị về cái dòng xe Gentra đời 2013 này. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video và chúc anh chị có một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc, và chúng ta sẽ lại gặp lại nhau với những clip tiếp theo.